giờ cũng hết vợ rồi là xong, giết đi cái đàn này á, đâu có cái nữa đâu. Dạ. Dạ, nó có giải thích được gì chưa? Tốn nợ là bên đây giết người rồi chứ không giải thích được gì chưa? Để cho nhà nước giải quyết đi. Mấy cô thông cảm, không thông cảm được gì chứ? Chị rồi là cho gì? Giết cho gì? Nói nghe nè. Nói cho tình nghĩa nha. Mấy cô nói giọng vô đi. Để hôm nó tao nói chuyện gì? Cho tao làm cái con tâm trạng mà để gì? Nói cho nó. Nói mấy hồi nãy có hỏi mấy ông công an rồi, mấy ông công an không nói vô vô sai khám không à, chứ không có mổ. Cũng như là cũng như ổng nói gì nào, công an nãy ngồi có hỏi gì anh nghĩa ra, ổng nói trừ ra có trường hợp mà chết bị đầu độc đồ hay này gì á mà là mới mà mới mổ, còn cái này là chỉ người khám cho biết là coi thằng này nó giết bằng gì. Dạ cũng như là coi thằng này nó giết mà con nhỏ này bằng cái gì thôi à, không thấy lấy dao hả? Nghe không biết bằng dao bằng gì mà không có thấy dao bát gì, không biết nó giống ở đâu thì không biết. Là con chị nhiêu tuổi? 25 tuổi. Đây phải xe con nó có nói bốn tuổi là con nhỏ khôn lắm, lâu lâu đi về lên lắm, đi lên trên chợ cái thằng nhỏ học chung chợ con á, thằng nhỏ á, đâu ai lục trong nhà chỉ có thằng một giờ giấu đâu nữa, không biết nó giấu ở đâu không biết nữa mà ta kiếm chưa có được. Ông xui á, ông xui ông nói gì nè, coi chừng nó giết bằng cái cây này dao cánh vàng. Bữa đó ổng thấy nó cầm cây dao cánh vàng bây dai đây nè, ổng lặng ngay cần cổ của ổng, ổng nói mày chơi gì không kỳ cục, nhà tao không thích đứng dưới tao để tao bây giờ cắm dỗ bà nội rồi đó. Ổng nghĩ chắc là ông xui ông nghĩ là cái giết bằng cái dao đó đó. Dạ, cái dao khám gì không? Dạ, dẫn cho tỉnh thôi, nghĩ nó dẫn không, dẫn cho tôi vô. Ta nghĩ gì cho mình đi vô không? Đâu có cho vô. Người già mà. Ủa mà mình quen người nhà mà. Má nó nè. Mẹ ruột nó nè. Xong vô. Xong vô. Ba cũng nhỏ, nhỏ con, nó cũng nhỏ con. Chị ghen quá vậy, ghen. Chắc mẹ thì ghen, không có 25 tuổi rồi. Mà tôi nói tại số mẹ thôi bà chứ. Lần nó lên nhà bà chồng nó chơi cái nó đi để mua rượu của giờ mình ông á. Cái hỏi mẹ mày có vợ ấy mà cô này có chứng kiến từ đầu mà hả? Mà nó lừa cái tiền tôi xấu, ở cái một bên ta nói cô tôi đi đáy cái la không tôi đi đáy tôi đi đáy tôi đi ra đáy gặp cái thằng này nè, nó mở cửa nó đi ra nó chạy xe nó đi, cái tôi mới nói tôi đi lên tôi mới bắt cái đèn lên thì nó chưa được 2 rưỡi, cái tôi nói thằng họ không biết thằng này chắc này nó đi đâu, thì tôi còn ngồi ở trước chút xíu thì ở dưới thằng Tâm nó về nó ở đây nó tôi cũng qua tôi đứng đây nè với thằng anh á, đứng đây nè Tâm mới mở cửa nó giết vợ nó chết rồi, tôi đứng đây tôi run chân đứng chân giết cô có vô không, cô có vô không, đâu có vô, nó đứng ở trước cửa mà ai dám vô đứng chỗ đó đi tới người cửa bà, dám vô bà còn run mà công an đi ra mà còn không dám vô nữa mà đâu Tâm nó kìa, đâu có gì đâu, có biết sao con nói vậy, tôi với thằng Tâm với thằng Quy đứng đây nè, thằng Quy nó thấy thằng nhỏ chành bành gì tôi tính vô tôi hết thằng nhỏ tôi đi ông tôi quả mấy mày vô đó nha, coi chừng nó còn cầm dao nó đâm rồi tôi cũng trở lại luôn, mà nó đi tới luôn không ai dám vô cái như rồi xong nó đi kêu người đến cứu con nó đi kêu anh Dễ nó, thằng anh Dễ nó lên chứ anh Dễ nó không lên, anh Dễ nó không lên ở đây chứ coi chưa có ai hay hết, ngày đóng cửa luôn không ai đóng cửa không ai hay hết, nhà bên này không ai có người ta ngủ. Mà nhà nó có cũng ngủ nhà nó đó, 2 giờ mấy ta đang ngủ 2 giờ rưỡi à, bảo mấy nó giết rồi lại này nó không ai hay này nó bắt mày luôn đó. Trời ơi tôi rung cả đây ra tôi rung đi không được, tôi thấy nó là nó để nó nước chị thành nhỏ trời nó nước dữ lắm luôn, tôi thấy là nhỏ nó chưa chết ẩm ra chưa chết mà nó nước nó dùng nó sắp sửa nó đi nước dữ lắm luôn thấy ghê luôn, cái đó mà ngay sớm mà chở em sống nó này dọc chị dở nhỏ đi luôn đó, dở nó chết rồi nó đi kêu nó đi kêu anh Dễ rồi, đó nó tới thì con nó chết rồi mấy cái con giờ nó con qua là cứu nhỏ nào ông nội em dám qua bả đây mình dám qua hả nó ở đây nè nó ở đây nó tới luôn dở thằng dao không ai dám không chen dao không dám vô nữa mà chút nữa cắt cổ tôi thằng này đâu thôi chở ông chở đây ra tới bệnh viện đây anh ruột nó tôi với nó
4 tuổi. Dạ, có mổ bụng. Lũng bụng không? Không. Còn vợ đó không có hả? Ừ. Tối nay sao mình dám ngủ? Ê, nãy kêu mày kêu Nam Mùi, đặng ông Nam Mùi hy sinh vợ ngồi. Rồi rồi bị bắt hay vậy? Ông ăn bắt chưa? Bắt trả đi. Hôm 2 giờ bắt đi rồi, 2, 3 giờ bắt đi rồi. Không nghe em tư hy chưa? Chưa, chút nữa mới có tới. 8 giờ mấy mà chút. Bà nhỏ xíu con đó là bà già đó, bà theo đỏ đó. Sao bà không được vô sao? À, không. Được kìa. Không biết nữa, nói chung là không biết sao đi ra ngoài hay là bà tại bà ở ngoài mình không biết. Vậy cái xác còn nằm trong hả? Xác còn nằm trong hả? Đâu ai dám đụng địa, để ra đâu ai đụng địa. Không ai dám lại. Để đâu ai đụng địa, đâu đụng. Để của ta, để đó ta. Đâu có ai dám luôn đó. Rồi, con gà dữ ra đi rồi. Mãi chú veo chú chó bằng thật chết. Nó chết chó hết trơn rồi, đụng mãi mấy gà hay heo đụng. Có xỉn không? Tối có xỉn không? Bị bệnh rồi, đâu có nhậu đâu anh. Bị bệnh hả? Mắc nó cũng nằm hang rồi. Bị bệnh rồi. Đang có nhậu không? Có. Nó có nhậu hả? Có buồn gì không mà không làm gì trời. Bị bệnh rồi, nó tái cơn giấc nào nó. Tái cơn hả? Bụng. Mà chơi đó Huy. Chơi luôn Huy. Ở đây công an nhắc người ta không cho làm đám ở đây mà. Đâu có đâu, ta cho ở đây mà mẹ gì mẹ tôi mẹ ruột tôi làm bàn tính làm kiếm xe đi chẳng cả nó gì đã đi đó trời ơi. Ông ngoài ngoài ông kêu xe từ thiện chạy xuống đây chở tiền về trước coi còn nhỏ ngoài xe bé rồi cũng ngoài ăn cướp. Sao kỳ á? Sao xíu hả ba? Sao xíu hả? Ba nó không xíu là ba, nó không xíu á. Thấy mặt con mình rồi. Vô gạch chùa nè. Chùa nào? Chùa Tân Dương mình đi vô chút nè. Cái ở chung cư á. Vô gạch chùa, cầu gạch chùa chạy vô tí xíu. Con nửa đường. Bây giờ đem sát rồi đường. Còn nhỏ mà sao đét quá. Chị không biết con của chị này à, nhỏ 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 xí con gì. Không, con của bà cưng người bạn trai. Bạn trai mẹ nó cũng nhỏ xíu con phải không? Đi ghen mà. Đúng rồi, nó nhỏ xíu con. Xíu bị cắt cổ không sao chịu nói. Cái gì khùng rồi mà nó đứng đâu nó làm trò đó nó mới bị mừng ngày nay à. Mình biết lên cơn lúc nào không nổi không biết đường nữa. Như ở nhà mình để ý là mình đưa đi được chứ. Nhau. 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 Nh
xe nước để đi bán một lý gì ta. Này trở về bên nhà, về nhà.